xin mời cả nhà xem thành phố Đà Lạt. Hôm nay thời tiết ưu đãi cho thành phố Đà Lạt có cảnh đẹp nhất, không bị sương mù, trời nắng đẹp. Nào cả nhà ta cùng đi du lịch nào. Đây là một khu trung tâm thương mại của thành phố. Trời nắng đẹp tuyệt vời. Chào em Hồng Thoa nhé.